Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hồi nãy giờ mình hái dưa leo mà mình quên quay. Bây giờ quay cho coi nè, thành quả bữa nay đi hái được 4 trái to. Trên đây còn một trái còn đang dính chưa có hái. Nhớ sực giờ hái cho mọi người coi. Đỡ buồn trong mùa cô viết. Nhưng mà dưa leo này gai dữ lắm. Hái phải cẩn thận lắm. Không thôi nó đâm trúng á. Chảy máu giỡn hoài, vuốt vuốt gai nó xuống, nó đủ lớn rồi thì vuốt cái gai nó cũng dễ. Ây da, hơi bị dai á. Ok, được một trái nữa, vậy là mình được 5 trái rồi. Trên đây còn mấy trái nhỏ nhỏ nè, bên đây mình cũng còn mấy trái nữa. Nó cũng đang lớn cho nên là mình chưa có hái, còn hơi nhỏ nè, hái nhiều quá ăn cũng không hết nữa. Đây có một trái, ở trong đây lại có một trái, ở đây lại có cái bông cái nè, chuốt trong đó còn nữa, nó còn leo lên trên cao nè. Rồi cũng có bông cái nhiều lắm nhưng mà mình thấy nó leo cao quá, cái mình cắt ngọn nó luôn, mất công mỗi lần ăn nó leo hái không thích. Dừa dừa không có hái, ở đây có mấy cái hoa cái nữa nè, đây một cái, đây một cái đó. Còn đây là một chùm 2 cái hoa cái. Phía bên đây cũng còn hoa cái. Nói chung là 2 3 cây dưa leo này có hái hoài cũng đỡ lắm á. Rồi hôm nay cây rau muống của mình nó cũng phát triển được, nhìn cũng đỡ đỡ. Còn đây là cây su. Cây su của mình hôm nay nó bò lên tới trên tuốt bên kia rồi. Mình phải kéo cái ngọn nó xuống, không thôi thì nó đu qua nhà của người ta là mình khỏi ăn luôn. Đu đó. Nó đeo dính nó chởn rồi đó. Bứt nó xuống thôi. Phải hạ nó xuống. Về nhà, đu ở nhà. Leo qua cây này đi. Cái mâm xôi đen cho nó đu leo ông đó đi. Bên đây cái đọt cũng bắt đầu đâm da dài nè, nó cũng bắt đầu leo qua nhà, chuẩn bị leo qua nhà người ta nữa rồi. Mình cũng phải lái nó đi xuống, cho nó đi xuống đi vô nhà mình. Hay ghê, nó chọt cái cuốn cái tua của nó đâu chui vô trong đó mình kéo không có ra được luôn á. Vậy đi. Rồi phía đằng đây là mấy cây xà lách của mình nó đã già rồi, mình tước hết lá ăn rồi, giờ định là chờ cho nó lên hoa để lấy hạt làm giống cho năm sau, nhưng mà nghe chắc không được quá, tại mấy bữa rồi mưa hoài, mưa gió liên tục luôn, cây nó ngã nghiêng ngã ngửa nằm rạp hết trơn à. Là mình có một đám khổ qua phía sau lưng của cái đám xà lách. Bây giờ cũng đang phát triển. Hy vọng là năm nay cũng hái được một đợt, 2 đợt thì cũng đỡ. Còn đây là cái atiso của mình, cái này là nhỏ. Cái này thì khá lớn. Ở phía bên đây thì mình có một cây lớn hơn. Nhưng mà kế bên thì có một cây nhỏ hơn. Đây là cây bí ngòi. Hôm bữa rày có một trái bí ngòi nó đã lớn rồi nhưng mà mình không có ăn nên không có định hái, để hoài thì cũng hơi sợ bị già. Tại nó đã quá quá lớn luôn rồi. Đó. Và nó lớn nè. Cái bàn tay của mình một gang này. Nó được
hơn 2 gang. Trái này là 1 ký mấy đó, rất là to, mê lắm. Bên đây thì cái đám su su của mình nó leo lên trên vàng rồi, bắt đầu nó bò rộng ra rồi, mà hình như là mình thấy nó đang có hoa, chuẩn bị có hoa rồi. Đây là những cái hoa của nó còn rất là nhỏ, không biết thấy rõ không nữa, để quay sát sát được coi. À, hoa của nó bò cũng được ra tới bên đây rồi, ra tới 1/3 của cái vàng rồi. Còn cái cải kheo này là mình gieo hạt nè, giờ nó cũng lớn rồi nhưng mà chưa có được ăn đợt nào á, hễ cứ hơi lớn lớn một chút là bà chằn ăn hết trơn rồi. Bên đây cũng có 2 cây, mình cũng tự gieo hạt nhưng mà không có được lớn lắm. Qua phía bên này mình quay cho mọi người, cho cô bác coi nè, cây bắp của mình, cây bắp tím nó đang chuẩn bị ra trái rồi nè, đó nó lú lú đó, cây đầu tiên có trái, mừng dễ sợ mà không biết trái được bao lớn, có hạt để ăn hay không. Còn mấy cây bắp kia thì thôi không thấy gì hết, chỉ có một thằng bắp tím này là thấy có hoa luôn rồi nè, đó hoa tuốt trên ngọn luôn. Còn đây, đây là thủ phạm phá hoại cây cối hay bất cứ cái gì, ôi cha ơi, rất là rau cải, nó phá hoại khủng khiếp luôn. Mình kêu nó là con bà chằn đó, nhìn nó thấy ghê không nè, ghê không, một con ốc không có vỏ, con này nhỏ nhất. Rồi đây là cái đám ớt hôm bữa mình cứ quay sơ cho mọi người coi, hôm bữa được trái nó chín giống như vậy, nhỏ xíu trong đây nè, có hái ăn thử, mới đầu tưởng rồi chắc giống ớt chuông Đà Lạt, ai về đâu ăn sâu vô cũng cay à, chứ không phải không không cay, nhưng mà không có cay dữ, những người ăn cay ít thì ăn được. Trái nó rất là to mà rất là nhiều luôn, coi nè, ngón tay mình bằng có bao nhiêu, 1/3 trái. Còn đây là 2 cây sung, cây sung này thấy nó có một cái trái nhỏ nhỏ nè, đó đó, không biết có đậu hay không thôi. Còn cái đám ớt và thằng lòn này thì chưa có thấy trái nào chín hết, chưa có ăn thử cho nên không có biết là có cay hay không. Còn cái ớt thái của mình năm nay nó ra bông ra trái cũng nhiều ghê, nhưng mà thấy bên đây có một trái chín này, nhưng mà cây bên đây nó tệ hơn, nó được ít bông quá à. Thôi hôm nay tạm thời quay vậy thôi nha, lần sau có cái gì mới ngon mình sẽ quay tiếp. Bye.